thật thương cho hai ông bà già có của nhưng không được ở với con hai ông bà này đã xây dựng một căn nhà để về ở với con cái ở Việt Nam tuy nhiên con gái bây giờ quyết định qua nước ngoài sinh sống và không còn về ở Việt Nam nữa căn nhà được ông bà xây dựng mới ngang năm dài 20 có nội thất đẹp long lanh luôn ông bà quyết định xây một trệt một lầu và đã hoàn công căn nhà này rồi căn nhà này cách chợ Bình Chánh hai cây số dưới đất mình có phòng khách một phòng ngủ dành cho người lớn tuổi ở đây luôn nha ở trên lầu mình có ba phòng khu vực bếp nằm ở phía sau nên rất là thông thoáng căn nhà đã được ông bà Hoàng công hoàn chỉnh rất tuyệt vời sổ hồng riêng đã hoàn công ngang năm dài 20 hướng căn nhà là hướng bắc phía sau là sân sâu và nhà vệ sinh ở phía sau này anh chị nha căn nhà rất tuyệt vời nhưng cô con gái này không về ở nữa và căn nhà vừa mới hoàn thiện xong thì con gái của ông bà đã quyết định lấy chồng ở bên nước ngoài nên đã nhắn ông bà là bán căn nhà này đi để cho con gái ở bên nước ngoài sinh sống lâu lâu về Việt Nam ở cùng với ông bà ở căn nhà cũ thôi căn nhà này có một phòng ngủ đằng sau có một nhà vệ sinh bên trong này anh chị nha ở trên lầu 1 này có ba phòng căn nhà còn mới nguyên chưa ở một ngày nào luôn đang sơn sơn sạch sẽ đẹp đẽ cho con gái nhưng mà con gái quyết định không ở nữa ở trên đây thì có thêm hai phòng nữa một phòng đằng trước này anh chị có thể làm phòng thờ một phòng bên ngoài có nhà vệ sinh bên ngoài luôn nha căn nhà ngang năm dài 20 tọa lạc ở gần chợ Bình Chánh anh chị ơi gần nhà thờ Bình Chánh gần chợ Bình Chánh luôn tiện ích rất rất nhiều luôn anh chị ơi căn nhà cách chợ Bình Chánh chỉ hai cây số thôi đường xe hơi vô tới nhà đường của mình là đường thông ông bà đang chào bán với giá chỉ có 2 tỷ 6 thôi anh chị ơi 2 tỷ 6 để nếu anh chị nào quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc ngay với Huy để được đi xem nha